Chào anh chị em, hôm nay mình sẽ cùng với anh chị em làm một cái chậu bonsai hoa 10 giờ nhé. Ở đây thì mình có một cái giống hoa 10 giờ, đây là hoa 10 giờ Mỹ. Với cái giống hoa 10 giờ Mỹ nó có một cái ưu điểm là nó nở hoa gần như là nó cả ngày. Nó không như cái hoa 10 giờ của mình là nó chỉ nở vào đúng tầm 10 giờ trở ra. Và nó sẽ rất nhanh tàn, 1-2 tiếng nó tàn ngay, hoa 10 giờ Mỹ nó rất là bền. Bây giờ mình sẽ làm bonsai mình trồng trên một cái chậu này. Cái chậu này là cái âu đựng mỡ ngày xưa đấy. Trồng ở đây cho nó đẹp. Đó. Bây giờ mình tiến hành nhé. Trước tiên là anh em có một cái dây nhôm hoặc cái dây kẽm gì đấy nó mềm mềm một chút để chúng ta ổn định hình. Đấy, chúng ta tiến hành. Dụng cụ thì anh em cần có kéo kìm và một chút dây thít. Không có dây thít thì anh em lấy cái dây dứa buộc cũng được. Nhưng dây thít thì nó dễ làm hơn. Đây mình có ít dây thít đây. Đây phải là anh em cắt. Hoa 10 giờ thì nó trồng bằng cách là dâm cành anh em ạ. Dâm cành cho nên nó rất là dễ trồng bằng cái dâm thân này luôn này. Hoa 10 giờ Mỹ này mình trồng trong chậu này nó có vài màu. Nhìn nó rất là hay. Đây. Anh em cứ chụm vào nhá. Mình có cái nhôm này, cái nhôm này nhôm uốn cây, mình cắt làm đôi. Mỗi người sẽ có một cái phương pháp riêng, có cái cách uốn dạng bonsai riêng. Ở đây mình làm điển hình một loại cho anh em cùng ngắm và tạo ra những cái phong cách cho riêng mình. Mùa hè này là mùa của hoa 10 giờ anh em ạ. Mùa của hoa 10 giờ. Đây, chúng ta cho cái nhôm này vào giữa nha. Vào giữa để nó che khuất cái thanh nhôm này đi. Sau đó chúng ta uốn. Rồi, chúng ta lấy cái dây thít để chúng ta định hình cho nó. Anh em có thể lấy cái dây thít màu đen là đỡ lộ nhá. Hoặc dây thít nhỏ hơn một chút. Ở đây mình tiện cái dây thít ở nhà có thì mình sử dụng loại này luôn. Thít vào đây. Đấy. Cho cái thép này vào giữa nha anh em nhé. Đấy. Thít để định hình. Trước tiên là mình định hình cái gốc trước. Đấy. Sau đó thì mình sẽ định hình cái phần ngọn. Phần ngọn tùy theo nhu cầu của anh em uốn như thế nào là do anh em. Chúng ta trồng trong vòng tuần hơn tuần là bắt đầu nó đẹp mà. Đấy, mình tách ra. Mình tách ra, làm hai phần. Cái dây thít này xong vài bữa nữa nó ra lá ra mầm là nó sẽ kín nha anh em nhé. Nó không lộ như là mới đầu này đâu. Nó có một loại dây thít nhỏ lắm. Đấy, làm thì nó sẽ nhìn nó sẽ mát mát hơn. Bây giờ thì giá thể nó rất là đơn giản thôi. Trồng ở đâu nó sống mà. Anh em không phải cầu kỳ quá. Ngày nào nó cũng nở hoa luôn. Mình cứ thít lại như này rồi xong đấy mình uốn sau. Anh em lưu ý là cho cái nhôm định hình này nó vào giữa nhá, để nó khỏi lộ. Đây. Đấy, mình tạo thành hai bó này. Đấy. Bây giờ mình trồng vào luôn cái chậu này. Trồng vào luôn cái chậu này để xong định hình nó dễ. Cho thêm một chút đất vững. Giá thể anh em có thể làm giá thể lấy đất ở vườn nhà trộn một chút chấu vào nhé. Bây giờ nó không ăn nặng đỡ nặng chân đâu, nên là anh em không cần phải sử dụng cái chậu to quá đâu, chậu vừa phải đấy. Chậu của mình đây nó rộng tầm 15 cm thôi. Nó là cái âu đựng mỡ. Này anh em xong có ít đá trắng rải lên này rất là đẹp. Đấy, giờ mình sẽ uốn. Này, giờ mình sẽ uốn cho anh em nhé. Đấy, anh em uốn một tay như này.
Đấy, uốn như là chúng ta uốn cái cây bonsai ấy. Đấy. Đấy. Uốn như cái con cây bonsai nhá anh em nhá. Đấy. Tạo thành một cái trục đứng. Một cái trục hoành. Đấy, xong nó lên là nó rất đẹp. Một trục trực nhé, một trục hoành. Làm dáng kiểu như trục hoành. Và dì đất vào xong, sau khi nó ra rễ rồi thì cái gốc của nó sẽ rất là vững nha anh em nhé. Đây, cái trục hoành này mình cho ngóc lên một chút để xong hoa nó sẽ ngóc lên. Đấy. Chúng ta đã có một cái cây bonsai này bằng hoa 10 giờ. Bây giờ mình sẽ để vào một cái vị trí đẹp. Sau này nó ra hoa thì mình sẽ tiếp tục clip này cho anh em cùng chiêm ngưỡng nhé. Đây, cái cây bonsai của mình trồng nó đã phát triển, đã ra hoa này các bạn này. Đấy, 10 giờ bonsai rất là đẹp nhé. Vài hôm nữa là cái lá thì nó sẽ chùm kín cái thân thì nhìn nó còn đẹp nữa. Thì qua clip này mình cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip hướng dẫn tạo cây bonsai từ hoa 10 giờ. Hy vọng là sẽ là một gợi ý tốt cho các bạn trên kênh Hoa Vườn Nhà để có những cái chậu hoa rất là đẹp để đặt trên bàn trà, đặt trên ban công hoặc là một số những cái vị trí mà các bạn yêu thích. Ở đây mình đặt trên bể cá. Vâng, xin cảm ơn các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.